tại vì quý vị thấy lạ cái là hồi nãy Candy quay, quý vị thấy là Trần Nhật Phong đó quý vị, là một cái gọi là super nịnh, siêu nịnh. Mà sáng nay Candy có làm một cái clip phản biện về Trần Nhật Phong, có nghĩa là bây giờ là phải gào thét một ngày 3-4 clip để chi, để nuôi bà vợ già đó quý vị. Là tại vì đơn giản thì bây giờ phải đi nịnh ông David Dương đó, tại sao không nịnh những người khác mà lại lòn cuốn David Dương trong khi người ta đang nói, cái đó là mất lịch sự. Mà quý vị có để ý khi mà Trần Nhật Phong nhào vô gịch tay ông David Dương ra để không kêu David Dương stop cuộc trò chuyện á, thì bodyguard của ông David Dương đứng chận Trần Nhật Phong lại, có là đứng anh ta đứng từ bên kia vòng qua đây để thấy được cái sự ô nhục của Trần Nhật Phong, một người đàn ông rất đê hèn bộ nhục. Ngày hôm nay có ba người nhục, đầu tiên đó là Ami Fansweb chạy ra đang họp cho hội đồng thành phố mà bỏ tả bỏ sữa, đầu đen gọi là quen cái thói mà là mặc tả cho con thì tưởng ông David Dương cần mặc tả như quý vị, nên đi ra nịnh ông David Dương mà trong khi đang buổi họp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là Nam Quang Quần. Nam Quang Quần nha quý vị, đó là sau khi đang họp luôn, vẫn đang họp vẫn chạy ra nịnh David Dương. Tại sao bà Kim Liên Hồ không ra, ông Nguyễn Mạnh Chí thì thị trưởng ra thì quá nhục rồi không ra, đúng rồi. Và sau đó đó là Trần Nhật Phong, để quý vị thấy rằng những người mà đi dự va ba đó là những người rất hèn, rất mê tiền, thèm tiền, giống như những con cá tra mà khi đi phân tích thèm mồi và bị sập bẫy rồi lại đổ lỗi trong David Dương. Để quý vị thấy được sự khác biệt của những chính trị dơ và những doanh nhân thành đạt. Tại vì những doanh nhân thành đạt người ta có cái đầu, và ngày hôm nay giống như sao, à họ cấp cái bằng tưởng lục mà bị trả lại, đó là cái nỗi ô nhục của Nam Quang Nguyễn và Trang Liễm Hoàng Trí. Và cái ô nhục thứ hai nữa là cái thằng YouTuber già đó quý vị. Tại sao cái đi kêu bằng thằng, tại vì quá nhục, hành động dở hơn những giới trẻ. Ở đây là hình như là đa số là trẻ hơn Trần Nhật Phong rất nhiều quý vị. Nhưng mà chúng tôi rất điềm tĩnh đứng nghe ông David Dương nói. Và ông David Dương rất là eye contact với từng người ở đây, có là mắt, gọi là giao tiếp bằng mắt đó quý vị. Ông ta rất thân thiện, trong khi Trần Nhật Phong lại cố tình giống như muốn lấy điểm giống như David Dương vậy, có nghĩa là gịch ông David Dương ra, sợ ông ta giết David Dương mệt quý vị. Ủa, ông ta là doanh nhân, ông ta đủ biết ông ta có mệt hay không, và chẳng có ai có quyền ngăn cản ông ta, trợ lý ông ta hay bodyguard không ấy, mà Trần Nhật Phong là cái gì, lấy cái cớ gì. Nhưng mà ông David Dương vẫn giữ thể diện cho Trần Nhật Phong. Cái điều này Candy cảm thấy được ngày hôm nay ông David Dương chơi rất đẹp, có nghĩa là ông nói là có buổi phỏng vấn tiếp theo với Trần Nhật Phong quý vị. Nó chứ gặp Candy là Candy nói ủa tại sao lại làm phiền ổng, tại vì quý vị biết không, Candy mà đang nói như vậy mà ai nhào vô gịch Candy là Candy ghét lắm, người ta tán vào mặt luôn á. Trong khi David Dương rất là tế nhị nói là sẽ có một buổi tiếp theo với Trần Nhật Phong, để quý vị thấy được rằng những cái người này họ bưng bô một cách rõ ràng, thấy có tiền là bắt đầu nhào vô nịnh bợ. Chứ Candy xin lỗi nha quý vị, thấy nãy giờ cái phong cách của Candy, tôi giới thiệu tôi là ai, tôi hỏi ông như vậy, chứ chưa bao giờ mà Candy gọi là nịnh bợ hay gì. Tại vì đơn giản mình có năng lực ở đâu mình kiếm tiền cũng được, mình có năng lực thì không cần phải bưng bô nịnh nợ bệnh nịnh bợ. Và hôm nay ngày nịnh bợ quý vị đã thấy rõ ràng, Candy đã điểm danh ba người, đó là Ami Fansweb, Nam Quang Quần và Trần Nhật Phong nha. Và chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về ba con người này sau những tập tiếp theo Candy sẽ làm. Tại hôm nay là mình nói sương sương thôi, sương sương thôi nha. À, nhà báo Đồng Trọng hồi nãy cũng thấy hình động đó, thì anh câu luôn. Cô hồi nãy cô hỏi ông David Dương như vậy thì nắng hơi chói, có nghe cái ông David Dương giải thích về cái việc đó thì cô nghĩ như thế nào? Giải thích về việc về câu trả lời của Kẹo Ngọt. Thật ra thì khi mà ông David Dương giải thích, em định hỏi câu tiếp theo nhưng mà em không, em nghĩ là phải để cho mọi người, có nghĩa là ông ta nói là sự đoàn kết, mà giống như quý vị khán giả thấy và anh Lân thấy rõ ràng, cộng đồng chúng ta 48 năm qua không có từ đoàn kết rồi, thì không thể nào mà có từ đoàn kết. Tại vì ông David Dương nói là một ngày nào đó mà cộng đồng này đoàn kết thì ông ta sẽ nhận một cái bằng trong vinh dự, thì Candy tin rằng từ đây đến ngày ông ta nhắm mắt lìa đời cũng không bao giờ nhận được cái bằng trong cái sự đoàn kết của cộng đồng người Việt, thưa quý vị. Nên gọi là cái câu trả lời của ông David Dương dành cho em thì em thấy nó hơi chung chung thôi, có nghĩa là ông ta nói là ông ta không dành gọi là cứu tác vào mặt hai người thị trưởng, nhưng mà rõ ràng với văn hóa người Việt quý vị thấy giống như một người yêu đi, một cái anh đó yêu một cô gái đúng không anh, mà tặng cho một bó bông, mà nhỏ nó lấy bó bông tán lại vô mặt là thấy đã nhục rồi. Một bó bông thôi như quý vị, ví dụ như một anh nào đó tỏ tình ha, đưa cái bó bông mà người ta trả lại bó bông, trả lại món quà thôi, mình đã nhục rồi. Đừng nói chi là đây là chính trị, và đây là một người thị trưởng của một thành phố như quý vị, thành phố Westminster, đi lớp từ Nam Cali lên Bắc Cali tặng cái bằng tưởng lục nha quý vị nha. Dù cái bằng tưởng lục này có nhiều người nói là cái bằng này giống như giấy lộn thôi, nhưng mà thôi kệ cho bằng này vinh quang đi. Nhưng cái vấn đề đây là mang chức danh là thị trưởng, đại diện hàng chục ngàn người dân của Westminster đi tặng bằng tưởng lục cho một doanh nhân, ok, mà bị người ta trả lời, thì quý vị thấy đây là cái nhục. Nhưng mà thật sự thì Candy nói rõ trong lúc mà hỏi ông ta là ông ta chơi cao tay hơn. Thay vì bây giờ ông ta không trả thì chúng tôi là những người lên án,
lên án, rồi người dân lên án, rồi bà Kim Liên Hồ cũng lên án, mặc dù không đòi lại nhưng người ta lên án như vậy cũng đủ để nhục rồi. Nên đó lý do tại sao những người dân cử này họ cũng không dám record tịch thu cái bằng đó lại. Và ông David Bích Dương hành động ngày hôm nay rất tuyệt vời, và Candy thấy rất là nhiều khán giả trên kênh của em là khen ông David Bích Dương về cái hành động đó. Đó cũng chính là cái câu tính hỏi, là tức là vừa là cái việc mà ông phát biểu trong thành phố, bài phát biểu, rồi ra đây đứng trả lời phỏng vấn, yeah, cũng như là có luôn cả trả lời phỏng vấn về cái việc đang diễn ra đối với lại công ty ở Việt Nam, yeah. Thì Kẹo Ngọt đánh giá về ông David Dương như thế nào? Thật sự thì hồi đó thì em chỉ coi trên kênh của anh là chính, anh phỏng vấn, rồi hôm nay thì ông lên phát biểu như vậy và hôm nay được gặp ông trực tiếp bên ngoài, thì thật sự em thấy ông David Dương là một người rất điềm tĩnh, rất là thân thiện. Và trước khi mà buổi họp thì em có nói chuyện với em ruột của ông David Dương, rất là thân thiện, và cái cách người ta làm ăn, và em nghe kể về cái cuộc đời của ông ta đó, là xuất thân từ như thế nào đó, thì em cảm thấy đây là một người người ta vươn lên từ khó khăn. Và thật sự giống như những mục đích ông ta đã nói hai lần trên kênh của anh, và ngày hôm nay ông ta lặp lại nó y chang nhau, thì rõ ràng đó, lời nói từ trái tim nó sẽ khác với những lời nói xạo nói láo. Tại có những người nói xạo nói láo, hôm nay nói vậy ngày mai nói khác, có thể giống như ông Charlie Nguyễn Minh Trí hôm nay lên kênh này nói vậy ngày mai lên kênh kia nói khác, lúc thì là người đại diện cho Phúc Lộc Thọ, lúc thì nói là dưới chức thị trưởng, lúc thì thấy phó thường dân. Nhưng rõ ràng ông David Dương thì khác, khi mà phỏng vấn trên kênh của anh ông ta cũng nói như vậy, trên kênh trực của chú Huy ông ta cũng nói như vậy, và ngày hôm nay ông ta đối diện với trực tiếp với rất nhiều kênh truyền thông, thì ông ta cũng chỉ nói mục đích duy nhất, đó là muốn gắn kết cộng đồng lại với nhau. Thì em thấy đây là một cái người thật chân thật và rất là gần gũi, dù đây là một cái triệu phú của nước Mỹ mình. Về cái động tác ông Trần Nhật Phong chì kéo ông David Dương vào cái đoạn cuối của cuộc câu chuyện đó, thì Cào Ngọt có ý kiến gì? Thật sự nãy em có phân tích, mà chắc là lúc đó anh Lân đang quay bên kia ra, em có phân tích rồi, là tại vì em cảm thấy rất là nhục thậm chí đối với một người con gái như em. Và nếu mà thật sự là những người xung quanh ông David Dương thì không ai chì kéo, đáng lẽ em ruột ông David Dương hoặc là cô trợ lý của ông David Dương thì không ai chì kéo, nhưng Trần Phật Phong vậy thì anh ta sẽ lên kênh ta giải thích là lý do tại sao anh ta lại chì kéo ông David Dương. Lo lắng cho sức khỏe ông David Dương hả, hay là lo điều gì em không biết, hay là đang cần có một buổi phỏng vấn mà sợ trễ giờ hay gì đó em không biết. Nhưng mà cái thái độ chì kéo như vậy thể hiện được, thứ nhất là đây là một cái kẻ su nịnh, và cái thứ hai là thấy nhiều người phỏng vấn chắc sợ ông này mệt hay sao đó, và cái đó là gọi là lo bò trắng răng thanh. Tại vì ông ta đã đủ, giống như em vừa giải thích, ông ta đủ trưởng thành để biết tôi có mệt hay không, và ông ta tự động biết cách dừng cuộc hội thoại với nhau, chứ không cần một cái tên YouTuber gọi là cái này gọi là homeless mà chỉ triệu phú làm giàu đó. Có nghĩa là cái người mà không đủ tầm nhận thức ha, mà lại đi chỉ một doanh nghiệp một triệu phú cái cách dừng cái cuộc hội thoại. Và em tin rằng với những cái cách nói chuyện trả lời của David Dương thì ông ta sẽ tự biết cắt ngang câu chuyện nếu ông ta không muốn trả lời. Không cần Trần Nhật Phong phải vô gịch này, y chang giống như trò đùa vậy quý vị, cố gắng để cho người ta thấy rằng Trần Nhật Phong chắc là thân với ông David Dương dữ lắm. Và cái điều đó chỉ cần là càng làm cho anh ta càng trở nên rẻ tiền hơn mà thôi, chứ không có đưa cho anh ta lên vị trí cao hơn để thân thiện với một người triệu phú như vậy. Cô Candy có suy nghĩ rằng Cao Ngọt hỏi khó quá, ông David Dương không trả lời được không? Đó là cái ý đó. Thật sự tới giờ phút này thì em thấy rằng ông David Dương không có cái câu hỏi nào ông ta trả lời không được. Và thậm chí ông ta rất khéo, nếu không ông ta không trả lời không được, ông ta đã nói trước rồi, có những cái nằm ngoài phạm vi cho phép hoặc là để đụng chạm người khác thì ông ta không trả lời. Và đặc biệt ông ta có quyền say no, đâu có ai ép ông ta trả lời không. Nên em nghĩ rằng không phải là Trần Nhật Phong không có nghĩ cao siêu đến mức độ là em hỏi ông David Dương trả lời không được, mà Trần Nhật Phong đây là muốn lập công lập điểm với ông David Dương rằng tôi lo cho anh, tôi lo cho sức khỏe của anh lạnh hay nói nhiều của anh mệt. Có nghĩa là muốn lập điểm với ông David Dương, chứ không phải là sợ mà không trả lời được. Cái đó vấn đề hai khác nhau, và Trần Nhật Phong không có đủ thông minh để nghĩ đến mức độ đó. Đi qua một cái vấn đề khác, hôm nay tiện cô gặp cô Candy ở đây, tôi muốn hỏi cô vấn đề này. Chắc cô cũng biết là cái bằng ban khen của ông thị trưởng Nguyễn Minh Chí đưa lên cho ông David Dương nó bao gồm 5 chữ ký, và sau đó thì có 2 nghị viên thuộc thành phần của Westminster là họ đã lấy đi, họ không muốn, là tại vì họ chưa được thảo luận, họ không biết cái doanh nhân lệ như thế nào nên họ không ký vào. Thế cái sự trả lại cái bằng tượng lục này, cái bằng ban khen này, thì tôi nghĩ rằng cô nghĩ rằng ai người chịu trách nhiệm? Tôi nghĩ rằng chắc những người đã ký, còn những người họ không ký thì họ phủi tay, họ đâu có liên quan gì đến vấn đề này, phải không thưa cô Candy? Giống như trong cuộc họp nãy là nhà báo Đoàn Trọng có thấy là bà Amy Farnsworth
nói là thay mặt những nghị viên khác xin lỗi David Dương này nọ, đó là cái nhục của cô ấy. Tại vì đơn giản không có ai có quyền thay mặt người khác để xin lỗi, và đặc biệt là họ đồng viện với nhau, họ đồng chức với nhau. Và em và con nghĩ rằng là không phải trong đó là ai là người trách nhiệm, thì dĩ nhiên cái người nào tặng người đó là trách nhiệm. Và ngày hôm đó là Charlie Nguyễn Mạnh Trí và Nam Quang Nguyễn là hai người đại diện lên tặng cái bằng tưởng dục đó. Và nếu trong thời gian tới những kênh truyền thông hay là người dân mà có lên án về cái việc mà tặng bằng vô cớ, không điều tra, không tìm hiểu và đồng thời là bị người ta trả lời, thì họ có nhục là cái nhục đó chỉ có hai người, đó là thị trưởng và phó thị trưởng chịu thôi. Thưa cô Candy, hôm nay cô nói chuyện với ông David Dương, một trong những doanh gia đến đây có thể nói tương đối là thành công, và ông nói lên cái tiếng nói là mục đích của ông là muốn làm sao cho đoàn kết trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Thế đối với cá nhân cô có nghĩ rằng những người cô chấp không phải là chống đối mà cô phản đối lại tất cả những sự kiện đó, liệu trong tương lai mình có thể nghĩ rằng mình sẽ đoàn kết lại với những người khi mà họ hiểu được tất cả những việc làm trong quá khứ của họ và họ làm trong những việc tương lai tốt đẹp hơn không? Thưa cô, trong cái ý nghĩ của cô có thể nói tạo nên một cái cộng đồng đoàn kết ở đây được không, thưa cô? Cảm ơn. Dạ thưa nhà báo, thì đối với những cô chú lớn tuổi thì con không trách, là tại vì sao? Tại vì đã hồi xưa giờ đã có thói quen như vậy rồi, ghét cộng sản hay là thấy ai mà thân cộng hay là về Việt Nam thường xuyên không thích. Nhưng con đang nói giới trẻ ở đây, giới trẻ ở đây vẫn đang bị tiêm vào đầu, những chính trị gia tiêm vào đầu hay những cái gọi là youtuber dơ bẩn chống cộng cụi tiêm vào đầu là đụng tới là cộng sản, đụng tới là chính trị, đụng tới là Việt Gen, Việt Cộng, nhộng đỏ gì đó. Và nên đó lý do tại sao mà ngay cộng đồng mình, những giới trẻ như con đổ xuống và những youtuber họ gọi là những kênh truyền thông mà gọi là bẩn đó, thì họ vẫn còn tiêm vào cái thế hệ của mình bây giờ. Thì con nghĩ rằng từ bây giờ trở đi nữa thì cộng đồng mình vẫn không có giữ sự đoàn kết. Tại vì một khi mình còn chụp mũ là cộng sản, một khi còn cái từ Việt Gian, cộng sản, nhộng đỏ, bò đỏ gì đó, thì con nghĩ rằng cộng đồng này sẽ không bao giờ lớn mạnh được, và cộng đồng này sẽ không bao giờ có từ đoàn kết, và cộng đồng này cũng sẽ không bao giờ có sự phát triển được. Tại vì đơn giản con nó nghĩ rằng bây giờ là cộng sản hay là Việt Gian hay gì đó, miễn là người ta đến Mỹ, người ta đóng thuế cho nước Mỹ, người ta sống tốt, người ta chạy xe đúng luật, người ta mang lại giá trị cho đời, cho người, thì còn hơn cả những người mà cộng hòa không gây làm được cái sự gì hết. Đối với con là như vậy, vẫn là con người với nhau, miễn là người ta tạo ra giá trị, chứ đừng có sự kỳ thị là cộng sản hay là cộng hòa gì đó. Tại vì cùng là người Việt Nam, cùng máu đỏ da vàng, cùng nói tiếng Việt với nhau, mà bây giờ những kênh truyền thông, con không nói những cô chú lớn tuổi tại vì cô chú lớn tuổi không có ảnh hưởng rộng rãi, nhưng những kênh truyền thông từ đài TV hay là những, đặc biệt là những kênh YouTube bây giờ mở lên giống như nóng, vẫn còn lo cái chuyện cộng sản ra nói chuyện, thì con nghĩ rằng không bao giờ người Việt của mình ở hải ngoại có chịu đoàn kết và phát triển được. Vâng, vừa rồi là có cơ hội để trao đổi với nhân cô Candy, và chắc là quý vị đã biết rằng đó là tiếng nói của những người, đó là tiếng nói của những người trẻ, những người lớn lên sau năm 1975 và 48 năm vừa qua. Đó là một trong những sự kiện mà hôm nay chúng tôi thấy được qua cái cuộc gặp của cô Candy đã kéo cô kéo mặt ở đây. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng tôi hy vọng là trước khi em làm cho đi cho phép á, Khải lanh chanh thầy hỏi Cà Ngọt tí. Nếu vậy á thì Cà Ngọt có nghĩ giống như nãy anh David Dương đúng không? Anh nói là anh nói chuyện với luật sư và họ quyết định không cần thư kiện, không cần sử dụng phương pháp về pháp luật, con đường pháp luật. Nếu vậy có phải đây là cái giải pháp của họ đúng không? Tức là giống như Khải nói là một hình thức tẩy trắng giải độc họp báo để giải thích, thì Cà Ngọt đánh giá sao về cái cuộc họp báo này và cái sự xuất hiện hôm nay? Thật sự cái sự xuất hiện ngày hôm nay của ông David Dương thì em công nhận là ông ta rất là cao tay. Cao tay chỗ là thứ nhất là gọi là đi một bước đó. Mình đi trước một bước, thà mình trả lại giống như em vậy. Ai mà tặng em một món quà, giống như lần về Việt Nam có người tặng cho em món quà, nhưng mà em phải đi trước một bước, em phải trả lại món quà đó là sao? Để cho mình thứ nhất là mình không ngại với người đó, cái thứ hai mình người đó nhận lại, người ta cũng sẽ biết rằng cái mình không có gọi là họ tặng cái bằng cho mình là mang rắc rối cho họ. Và rõ ràng ông David Dương là một trong những người bị rắc rối bởi nhận cái bằng đó. Và quý vị thấy rõ ràng giống như anh thấy khi mà ông nhận cái bằng đó thì mọi người lên án, đây là những người tặng bằng vô cớ bưng vô. Và thật sự ông David Dương mà mời, thank you anh, hộ ga lăng quá, mời những cái vị dân cử ở Nam Cali của mình lên, đó là một cái gọi là ông cũng rất là đau đầu. Tại vì sao mời lên thì tự nhiên người ta gọi là đang sống yên biển lặng, tổ chức ra cái hội nghị ba xong mời chỉ có vài dân cử và một số người đây lên và bắt đầu phanh phui ổng ra từ quá khứ của ổng, rồi chụp người ta là cộng sản, rồi thậm chí mà lôi tới ba người đã mất ra. Thì cái điều đó em cảm thấy, nếu mà ông là ông David Dương thì em cũng cảm thấy hối tiếc. Nếu mà có quá khứ quay trở lại, em tin là ông David Dương sẽ không bao giờ tự ghét mình vô những cái trouble như vậy. Chắc cho cô này nghỉ ngơi tí, em muốn nghe từ hai anh như thế nào. Nếu vậy cho phép tôi nói tiếp tục đi. Như cái buổi gọi là buổi nhận định của những người làm truyền thông sau mỗi cái sự kiện, và hy vọng là như thế này, cái tinh thần như thế này nó sẽ
diễn ra thường xuyên hơn nữa. Thanh chị Minh Giang như là những cái sự kiện mà chúng tôi vẫn thường hay làm nhiều lần trước đây. Cho phép Khải nói kẽ cổ, tức là hồi nãy có thể Kèo Ngọt không nói hết, Kèo Ngọt chỉ nói lưng chừng, nhưng mà đối với Khải nha, có quý vị có thể đồng ý hay không đồng ý. Có nghĩa là khi mà Kèo Ngọt với Khải hỏi ông Đê Vích Dương như vậy đó, ông có quyền chứ, ông nói: "Ê, anh đừng đặt chữ vào miệng tôi nha, anh nói vậy là tôi phiền giống hiện đó đúng không, tôi không hề tác tiết gì đó, anh đừng có nói bậy." Nhưng mà ông trả lời rất khéo, nhưng mà ông không hề gạt cái Khải nói thẳng mà. Khải nói như vậy là ông vỗ vào mặt tụi nó rồi. Ông không hề nói: "Ê, anh đừng có nói bậy nha, tôi không hề làm chuyện đó." Thì đó là ý của anh. Nhưng mà ý ông đang cho mình mượn dao giết người đúng không anh? Ông cho mình mượn dao giết người là sao? Ông nói thứ nhất ông sẽ thông thư kiện nếu mình chụp ngôn cộng sản. Cái thứ hai nữa là ông nói ông có tác, nhưng mình có quyền nói ông tác vô. Đó là quyền tự do ngôn luận, freedom of speech ở Mỹ, đúng không? Thứ nhất ông không kiện là mình cứ nói thoải mái quý vị, mình cứ chụp thoải mái luôn. Và đặc biệt là ông cho mình là tác vô mặt dân cử đó. Nên sau ngày hôm nay quý vị nào cho rằng Charlie Minh Trí và Nam Quân Nguyễn rất hèn và rất nhục thì chúng ta cứ tiếp tục bình luận và không ai có quyền làm phiền chúng ta cả. Và trở lại cái sự kiện hồi nãy của Trần Nhật Phong, khi mà phản ứng như vậy thì chúng tôi thiết nghĩ rằng nó còn một ý khác nữa. Đó là Trần Nhật Phong gần như là ngại rằng có cái sự có mặt của những cái người như là chúng ta ở đây. Khi mà hỏi ông Đa Bích Dương có khi là hỏi sâu quá rồi đâm vào những cái chuyện mà có khi là khó xử, hoặc là đâm ra những cái việc mà nhiều khi mà ông Trần Nhật Phong cho rằng bất lợi cho ông Trần Nhật Phong, hay là phe cánh của ông Trần Nhật Phong, hay là Trương Quốc Huy, hay là ngay cả những cái dân cử mà Trần Nhật Phong đi phò tá. Theo cái cách mà diễn giải hay cái hành xử của Trần Nhật Phong là nó hoàn toàn đi ngược lại với ý cái mục đích, cái tôn chỉ của ông Đa Bích Dương. Bởi vì ông Đa Bích Dương hôm nay muốn nói nhiều vấn đề và gọi là đoàn kết, mà Trần Nhật Phong biết rằng đây là những cái người, ví dụ như ngay cả ông Toàn Trọng, ngay cả ông Phố Sa TV là Vũ Hoàng Lân, chúng tôi là những người mà đến tham dự Ba Bá, tôi ông Vũ Hoàng Lân đã bị chụp mũ, và ngay cả ông Khải Đào hay là Kẹo Ngọc Buôn Sa cũng vậy, cũng đã bị phía bên Trần Nhật Phong, hay là ngay cả Trương Quốc Huy, hay là cái nhóm mà dân cử đó dự tiệc Ba Bá đã có một cái sự đố kỵ hay một cái sự mà ganh ghét. Thì cái hành xử mà trước những cái ống kính, mặc dù chúng tôi chỉ là những YouTuber thôi, nhưng mà cái sự lan tỏa, những cái sự mà đưa truyền những cái thông tin như thế này, nó mang một cái thông điệp rất là rõ ràng. Chúng tôi rất là tôn trọng ông Đa Bích Dương, và ông Đa Bích Dương là một cái tỷ phú, không phải là một triệu phú. Có 2-3 cái công ty làm việc ngay cả Việt Nam. Ở Việt Nam có 2 cái dự án, một cái dự án ở tại cái Đa Phước, thêm một cái dự án nữa ở Long An, lên tới 1,600 mẫu Việt Nam chứ không phải là mẫu Tây. Và ở Mỹ thì có 2-3 cái công ty, và hàng năm thì làm bao nhiêu, chúng ta thấy là cái vụ kiện nó đã lên tới 3,900 tỷ tiền Việt Nam, tức là tính là tiền đô nó là 200 triệu đô la. Cho nên rằng đối với ông Đa Bích Dương đến ngày hôm nay là đi máy bay, và đồng thời là có ít nhất là chúng ta thấy là sau cái hậu cảnh, cái background có ít nhất là 3 cái trợ lý, thậm chí là có thêm một cái người mà security nữa, một cái bodyguard rất là to là cao. Việc gì Trần Nhật Phong là cái gì, cái tư cách gì ở trong cái Đa Bích Dương? Và những cái hình ảnh mà ông Trần Nhật Phong đi kèo với Đa Bích Dương như vậy xuống một cái cộng đồng này chỉ có làm cho chia rẽ cộng đồng, chỉ làm cho người ta ghét thêm, chỉ làm cho người ta có ác cảm hơn đối với ông Đa Bích Dương. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi ông Đa Bích Dương, mặc dù chúng tôi rất là tôn trọng, ủng hộ cái Ba, ủng hộ cái sự kết nối của các doanh nghiệp ở trong nước và ngoài nước, nhưng mà cái hành động của ông Trần Nhật Phong là chúng tôi không thể chấp nhận được. Đúng, đó là cái điều mà chia rẽ cộng đồng. Còn các anh thì suy nghĩ như là anh cho phép phải nói leo theo thôi. Tức là như vậy thưa anh đã nói rồi, nhưng mà Kẹo Ngọt cũng nói, nhưng mà thường thì cái ngôn từ phải nói thẳng thôi, phải không có là gì đó bôi đường. Thì cái hành động của Trần Nhật Phong đó, nó thể hiện cái bản chất, kính thưa quý vị, cái đẳng cấp, nói chung là vậy thôi, cái đẳng cấp, nó thể hiện cái đẳng cấp, cái ý muốn là vậy, nhưng mà người có đẳng cấp thì người ta thể hiện nó khác, phòng anh Đoàn Trọng. Còn riêng về ông Đa Bích Dương, anh đừng có giận, tại vì nói về đẳng cấp thì ông Đa Bích Dương, ông là tỷ phú, giống như anh biết, tỷ phú thì người ta phải cho tiền vừa dân chủ vừa cộng hòa. Không phải là đi hai hàng mà người ta phải là như vậy, người ta muốn làm hài lòng mọi người, đứa nào ứng cử cần tiền ta cho hết. Thì Trần Nhật Phong có muốn bưng bô, muốn liếm giày, ông sẵn sàng cho mày liếm, ông sẽ không xua đuổi. Thật ra đó thì thí dụ như mà ông Trần Nhật Phong có thể là sử dụng
cái với kiểu mà xa lớn Việt á, là khi mà ra dấu để Đại Bình Dương biết là nhưng mà đẳng cấp của hắn chỉ có vậy thôi. Người ta tỷ phú nhưng mà anh đụng tôi một chuyện anh đụng tôi thôi đụng đã là không thành ra security á, anh chạy lại anh hỏi tôi kéo người ta như vậy lỡ ông Đại Bình Dương có cái gì trong máy trong người sao? Em có quan sát là Trần Nhật Phong có nói chuyện với cô thư ký của ông Đại Bình Dương là nói là kêu stop đi, thì cô thư ký gật đầu rồi. Nhưng mà tại vì sau đó thì ông David Dương vẫn tôn trọng chúng ta, tại vì chúng ta hỏi và ông ta vẫn willing trả lời, tại vì những câu hỏi đó vẫn có lợi cho ông ta. Tại vì sao? Vấn đề càng được giải mã thì ông David Dương sẽ càng được minh oan. Và ông đã chấp nhận khi họp báo là ông đã chấp nhận đối đầu với những câu hỏi hóc búa đúng không? Những câu hỏi của Khải không có đơn giản, ông trả lời hết. Rồi giờ không né tránh. Chắc là mình đề cập đến một trong những sự kiện mà chưa bao giờ xảy ra trong cái cộng đồng. Là trả bằng. Vâng. Yes, cô rất nhanh rồi, tôi thấy cái đó. Cái sự kiện này cho một cái bài học và tôi nghĩ rằng tất cả những người có chân ở trong thành phố Phúc Peter phải cẩn thận để có thể nói nghiên cứu kỹ trước khi mình trao một cái bằng cho ai, chứ để đến trao để người không có cái sự thỏa thuận với nhau, người ta từ trên San Jose tốn biết bao nhiêu tiền máy bay để đây để trả lại đúng bằng rồi. Cho mình là cả một cái sự có thể nói chuyện là đứng vô với nhà đã sau cái đến bây giờ đây thì chúng tôi không muốn nói cái việc đúng hay sai gì. Khi quý vị đi lên dự một cái buổi tiệc, quý vị phải biết tất cả những cái gì nó đi ngược lại với đường lối và quan điểm. Quý vị là những người đưa ra chứ còn vấn đề ra và ba mời giữ đến ai đi vào. Như tôi đi lên tôi cũng mắc cỡ có gì hết trơn trọi, vì không có cái gì để cho tôi phiền hết. Nhưng những cái người dân cử ở đây, vì quý vị là những người đã đưa ra cái gọi legislation là không để cho những viên chức cộng sản, những cái tổ chức của cộng sản đến hoạt động giống như thăm viếng của thành phố quý vị, và quý vị bắt buộc là phải có 11 ngày báo trước cho quý vị. Đây bây giờ thì một cái công ty nó là có thể nói là đồng cốt của chính phủ Việt Nam đứng ra sponsor cho cái chương trình này. Quý vị đi thì quý vị phải hỏi cho kỹ và quý vị phải biết lên đó quý vị phải chịu trách nhiệm, vì quý vị là đại diện cho người dân. Ngay cả những cái việc quý vị trao một cái bằng thượng lục để rồi bây giờ người ta đem đến người ta trả lại, thật sự là những người không ký vào cái bằng thượng lục này họ cũng không mắc cỡ. Chính những người ký vào trong cái đó là quý vị phải mắc cỡ, vì quý vị có một cái buổi họp báo để xin lỗi người dân về những việc làm có thể là tắc trách của quý vị. Kế đến, quý vị đừng bao giờ đưa ra không để tôi đại diện cho cả ủy viên thành phố này. Có hai cái vấn đề mà quý vị theo dõi buổi họp này. Yes. Quý vị trả tiền của thành phố, quý vị lấy tiền thuế của người dân để quý vị mướn luật sư, quý vị thuê luật sư, chứ không phải luật sư điều khiển quý vị. Luật sư nói cho quý vị biết cái điều như thế này, thế nọ, thế kia để quý vị khỏi có bị thưa kiện. Chứ không thể luật sư ngồi đó để stop người này nói, người kia nói. Cái đó là một cái hoàn toàn đi sai tất cả những cái quy tắc làm việc của một thành phố. Anh đang nói chuyện về ông luật sư. Vâng, luật sư. Còn tôi luật nói sư về trong những cái buổi họp hôm nay. Hôm và, nay đó. Yeah, và tôi sẽ đến, có ý kiến về cái việc đó. Vâng, đó. Tôi thấy cái điều thứ nhì nữa là bà nghị viên gì anh tên? Amy Phan West. Khi bà đưa ra cái lời tuyên bố, thôi cá nhân tôi cảm ơn ông, thì điều đó không ai nói hết, bà đại diện cho thành phố. Cái điều đó lại thêm một cái vướng mắc để rồi lại cãi nhau, để rồi ấy nữa. Thành tôi nghĩ rằng đã đến lúc quý vị mới làm cái nhiệm kỳ đầu tiên, thì lại nhiên đứng trước những ngày 30 tháng 4 này, chúng ta nhớ đến những cái nỗi đau buồn của tất cả người Việt. Chúng ta nhớ đến những người đã hy sinh cho quý vị có cuộc sống ngày hôm nay. Mình thấy quý vị cần phải thận trọng, có thể nói quý vị đã làm một điều để gây nên cái sự chia rẽ trong cộng đồng này rất nhiều. Chỉ cái chuyến đi của quý vị, thậm chí quý vị lên trả lời trên đài Hồng Sinh Nam, ngay cả những cái việc nó rõ ràng như ban ngày, quý vị cũng nói qua nói lại và không có một cái tầm gọi là cái trách nhiệm với một cái chức vụ những người thị trưởng, những người nghị viên, thì cái điều đó rất đáng buồn. Lẽ nhiên chúng tôi không muốn chỉ trích, để như chúng tôi muốn hy vọng để có một cái sự gọi là cải thiện tốt trong tương lai. Thì tôi thấy cái buổi họp hôm nay đây là một cái bài học mà ông David Dương suy nghĩ và ông làm rất cẩn thận, đứng đắn, và có thể nói đây là một cái gáo nước tát vào thành phố Westminster. Và tôi nghĩ rằng tất cả các thành viên của thành phố Westminster, nếu họ không có nhúng tay vào cái việc này thì họ không có trách nhiệm. Còn những người đã nhúng tay vào việc này, đó là họ mang nợ một lời xin lỗi để cộng đồng. Ở một cái góc nhìn khác á, thì tôi thấy rằng cái việc mà trả lại cái bằng tưởng lục ngày hôm nay là nó có một cái phần là muốn giải độc cho một số những cái nhóm dân cử ký vào văn bản đó. Tôi không bởi vì sao? Bởi vì từ nay về sau không ai được quyền nói rằng là những người này đã lên tặng bằng tưởng lục cho ông Đại Bình Dương. Bởi vì ông Đại Bình Dương đã trả lại rồi. Nó đã trả rồi. Có cái nào nó có không? Tôi muốn đặt cái vấn đề như vậy. Nhưng mà hồi nãy nó muốn tặng người như vậy. Tôi tôn trọng ý kiến của hay là cái suy nghĩ của mọi người. Nên có suy nghĩ khác nhau. Nên suy nghĩ thì cái đó thì nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Đại Bình Dương. Bây giờ nếu mà anh đặt vấn đề vậy thì tôi nói là
tôi đã trả rồi, ông đã trả rồi, tôi đã nhận rồi, tôi còn bằng lương lực đâu nữa mà cứ nói hoa như vậy. Tôi cho phép tôi đánh giá một tí về cái việc này trước khi nó vào cái nội dung đó. Thì cái vấn đề của ông luật sư, thì ông luật sư rất là tội nghiệp ngày hôm nay ông cố gắng làm theo luật, có nghĩa là sau khi mà người ta phát biểu thì nếu có sự phản hồi thì chỉ một cho tới hai người mà thôi, nhưng mà rõ ràng cái sự chấn động trong cái việc mà ông David Dương có cái bài phát biểu, và đặc biệt là cái việc mà trả lại cái bằng đó, khiến cho không có cái vị nào ở trên bàn chủ tọa là có là ngồi im mà không muốn lên tiếng. Từ bên trái qua bên phải tôi quan sát, và cuối cùng là tất cả mọi người đều lên tiếng trừ ông Nam Quang. Thì cái ông Carlos Menzo đã giải tỏa, và bà Kimberly Hồ cũng đã giải tỏa, là cái điều rằng là không phải là vì hai vị ấy phản đối để dẫn tới cái việc như vậy. Và hy vọng là ông David Dương cũng đã nhận được cái thông điệp đó, rằng là cái vấn đề là không phải ở hai vị đó có cái vấn đề gì với ông David Dương cả. Ông Carlos Menzo nói rằng tôi không biết công ty của ông và tôi không có gì mà phản đối công ty của ông cả. Bà Kimberly Hồ nói rằng là bà cảm ơn cái lời mời, bà không đi được nhưng mà bà cũng cảm ơn đã bay xuống đây để mà làm cái việc này. Thì cái đó là cái việc mà nó diễn ra đối với lại ông luật sư thành phố, dù cản cũng không cản được cái sự mà cần phải nói của cái vị ấy. Tại vì nhưng mà anh thấy có một cái điểm hôm nay này nha, đây là cái lần đầu tiên tôi thấy thường thường tất cả các vị thị trưởng cho đến kỳ viên không trả lời tất cả những cái câu gọi là comment của người dân này. Nhưng mà hôm nay có một vài cái quý vị đó lại trả lời trực tiếp, trả lời và trả lời nhiều nữa. Miễn là trả lời ở trong dân cầu không còn ra tới ngoài này trả lời, câu đó nó vẫn câu đó nó vẫn vào cái gọi là cái câu ca dao của mình, là miệng kẻ sang có gan có thép, nó là như vậy. Nhưng mà nó là như vậy thôi. Thực cái ra theo tôi đánh giá đó, là ông David Dương mang cái này xuống trả lại đây có cái thành ý rằng là không có muốn sự xáo xạo, gọi là xào xáo trong cái cộng đồng ở Nam Cali, mà chỉ vì đi cái bữa tiệc của chúng tôi mà quý vị xảy ra như vậy. Và cái xa hơn nữa là ông muốn clear cái phần của cái hội của ông, mà tôi cũng đã hỏi ông nhiều lần, ông nói như vậy, clear cái hội của ông là cái hội của ông là cái hội ba là cái hội business, còn cái gia đình của ông là như vậy, không lính dính dáng thì gì tới cái chuyện mà là các vị đấu đá nhau ở đây. Thì cái chuyện đó là giải quyết bởi các vị ở đấu đá ở đây. Cái sự trả lại cái bằng lẽ ra tìm lại sự bình yên cho chính cái hội của mấy và nhận, cái anh có công nhận và ông ấy cũng có nhục không? Tôi chỉ nói ông vào những đây, người mà tặng bằng phải ông ấy cũng nói luôn nhục. Là sẵn sàng nhận lại cái bằng này khi một khi mà nó có sự hòa thuận với giữa các vị. Ông nói khác anh, cho phép thầy diễn giải. Ý ông nói là phải cái bằng nó phải có giá trị, cái quy trình nó phải đúng quy định, hợp pháp, nó phải có ý nghĩa, có giá trị. Chứ còn tụi mày lôn côn, tụi mày lén lút đua ta, nó không có giá trị. Có thể cái ý của ông ấy nói giá trị có nghĩa là giá trị đối với ông ấy. Khi mà có sự đồng thuận của các vị thì tôi rất là vui lòng để mà nhận. Nhưng mà cái chuyện đó nó có thể xảy ra sớm trong tương lai. Đó là ổng sẽ tổ chức cái buổi tiệc lần thứ hai. Và có thể tổ chức cái tặng quần cam. Lúc đó các vị liệu mà tặng. Lúc đó sẽ có kẹo ngọt. Tôi tình cờ hôm nay, đây này trong cái điện thoại của tôi. Tôi tình cờ hôm nay là tôi nhận được một tin bên Việt Nam về vấn đề ông nhận tới 120 tỷ. Tôi mới gọi điện thoại cho ông. Thì lúc đó ông gọi lại tôi. Ông nói anh chậm chút xíu rồi tôi gặp anh ở dưới này này. Ông xuống dưới này dưới làm gì? Ông nói là tôi xuống dưới thành phố Westminster để chiều nay. Thì ông tôi ngạc nhiên, nó tự nhiên chắc hôm trước ông kêu tôi đi là tại tôi bệnh chẳng có gì hết á. Nhưng mà đây là một cái sự việc có thể nói rằng rõ ràng tôi nghĩ họ họp với nhau, họ có cố vấn với nhau, họ trao đổi cái điều rất, tôi thấy cái này rất là dễ dàng để hiểu. Anh cho tôi một cái gì mà trong gia đình anh không có người thuận người không, tôi nhận làm cái gì thôi thì trả lại quý vị là di chuyển hết đó, cái gì trả lại. Chứ không mà đồ đó thì tôi treo đầy tường ở trên tôi không nói vậy, nhưng mà ông chỉ nói cái hành động cụ thể như vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng cái người mà có trách nhiệm với thành phố này nên cân nhắc và đưa ra một cái lại là lần sau đi cho cái gì thì phải cân nhắc cho kỹ, đừng có để làm cho câu hỏi nhà báo. Thưa nhà báo, thì ngày hôm nay mà ông David Dương xuống trả cái bằng, theo nhà báo đoán là ông David Dương có thông báo với những thị trưởng, phó thị trưởng không, hay là ông ta xuống bất ngờ cho mọi người, có là xuống phát biểu nhưng mà họ không ngờ là ông này trả cái bằng lại? Vâng, trước tiên tôi trả lời cô kẹo họ thì tôi không có thể trả lời thay cho ông. Tiết lộ không, mình đoán. Nhưng mà nếu tôi theo cái sự suy nghĩ của tôi á, tôi nghĩ rằng chắc có lẽ một vài ông không nói chung, nhưng mà một vài người trong đó tôi nghĩ như ông Nam Quang thì chắc là không biết cái hành động đó. Ông im lặng bữa nay đâu, căm như thế. Không có phải, nhưng mà tôi ông biết là nhiều khi cô kẻ hoặc nói như vậy. Không biết tiếng Anh. Nhưng mà có thể nói ông nghĩ theo cái chiều hướng khác, mỗi người có một sự suy diễn mà. Nhưng cá nhân tôi nghĩ chắc ông, tôi cũng biết, nhưng mà
tôi cái sự này tôi cũng mù quáng, tôi mình đoán thôi, cái mình đoán, đoán là, nhưng mà hả? Nhưng mà tôi nghĩ rằng á là cái việc này do gia đình của ông David Yeung họp lại với nhau, tại tôi thì rất biết nhiều về gia đình, tôi lên đó tôi gặp ông nhiều, gia đình ông nhiều lắm, làm thì họ có một cái gọi là cái nội bộ với nhau, và tôi nghĩ rằng cái câu mà những người nào lên án của bố ông là cả một cái sự có thể phải yes. là đúng, tôi biết yes. cái điều đó phải ảnh hưởng rất nhiều. Tôi biết ông bố của ông David Yeung hồi vì tôi còn ở Việt Nam, thì ông là giám đốc hành chính, giám đốc kỹ thuật của công ty Covido, nó nằm ở trên Sa Lộ Biên Hòa, đó một cái công ty giấy yeah. rất lớn, và ông là một trong những thương gia người Việt Tàu có tiếng trong yeah. người Tàu. Tôi không đi sâu vào vấn đề này, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông đóng góp cái gương rất tốt trong đồng nghiệp làm đủ đến đây làm phần cực khổ và tạo nên một cái gọi là cái sự đóng góp, ông đây thì dân đóng góp cho cộng đồng người Việt ở trên San Jose rất nhiều. Để mà trả lời cho cái câu của cô Kẹo Ngọt thì theo cái dự đoán của tôi, theo cái phỏng đoán của tôi tới 99.9% một cách có cơ sở là họ không có biết về cái chuyện yes, mà wow. Michu, em có thể là ông biết vậy. Về cái vấn đề là họ ông sẽ phát biểu ngày hôm nay đây. Nhưng mà thưa ông, nếu vậy cho phép phải nói là ông, nếu như vậy thì rõ ràng ông tán vô mặt tụi này rồi chứ. Cái đó là ông, đó ông là anh nói cái đầu của ông nói, đúng là như vậy. Không phải tán. Đó thầy chịu trách nhiệm lời nói phải. Thế bây giờ, chắc trước khi tôi hỏi cho hai người này, thế tại sao em nghĩ là ông không có cho biết? Hay con chứng minh. Với mười mấy năm làm nghề thì tôi đoán được. Em chứng minh. À, thưa quý vị, giống như anh Vũ Mờ Lân nói, ông David Yeung không báo cho những người này biết và Candy đồng tình với anh Vũ Mờ Lân, và giống như Lân nói là 90% và Candy nghĩ là 100%. Tại sao quý vị? Tại vì bằng chứng là ông thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí khi mà nghe thông tin là ông David Yeung trả bằng thì ông ta lại ép ông David Yeung nhận, ô lấy đi, tôi không lấy, đâu lấy đi, đưa cho nó nè nè, giống như Candy tặng cái phone. Thì nếu mà nhà báo Đoàn Trọng biết là hôm nay con sẽ trả cái phone lại nhà báo Đoàn Trọng, nhà báo Đoàn Trọng không có gì subscribe và con không ép con lấy lại, đây mình đã thỏa thuận với nhau rồi, hôm nay tôi xuống tôi phát biểu và tôi sẽ trả lại cái bằng. Và đằng này quý vị thấy hành động của ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí thị trưởng sao, lấy đi anh gửi đó, lấy đi nha, nhớ David Yeung lấy đi cho tôi đỡ nhục. Quý vị thấy cái khúc đó không, ông Nguyễn Mạnh Chí ép ông David Yeung lấy, chứng tỏ rằng ông ta rất ngạc nhiên khi ngày hôm nay David Yeung đến phát biểu và trả lại bằng. Đúng thì tôi có lẽ... cái nhận định là tại tôi cái nhận định như cô là phân tích được đó. Tôi chỉ nghĩ rằng là ông Nam Quan biết là cái hành động tôi nhìn qua với tôi thấy cái cách của ông Nam Quan nó không có vẻ gì là sinh sốt. Tôi nếu một người mà đã ký vào chữ ký tập cá nhân tôi là nghị viên mà tôi ký làm đến đó mà họ đi về thì nói xin lỗi tôi rất là ngại, tôi rất sửng sốt lắm ạ. Nhiều khi Nam Quan không có hiểu không đâu, tôi nói tôi không dám nữa. Tại sao mà Nam Quan không có một cái tỏ vẻ gì giống như Nguyễn Mạnh Chí? Tại vì đơn giản theo con quan sát Nam Quan rất là kỹ, tại anh ta ngồi họp, thứ nhất là anh ta xài phone rất là nhiều, sử dụng phone bấm phone thì anh ta không có pay attention, không có tập trung, không giỏi tiếng Anh cũng không hiểu tiếng Việt, nên đó lý do tại sao ông ta không hiểu hết cái câu chuyện ông David Yeung muốn truyền tải, muốn gửi cái thông điệp và muốn cái khao khát của ông ta là khi nào cộng đồng đoàn kết tôi sẽ nhận cái bằng này. Tại vì Nam Quan không catch up được cái câu chuyện ông David Yeung nói, chính vì vậy anh ta không có một cái phản ứng gì hết, giống như là dịch nghe sóng vậy đó, thì làm sao mà có sự phản ứng ở đây. Tôi có may mắn tôi đến đây nè, tôi nghe ông Nam Quan đến đây, cô biết là ông bị một chiếc ra được tập kia rồi. Tôi nói thành ra tôi đứng đây thì tôi cũng nghe, ông Nam Quan nói với ông Victor, người em á, thì tôi quý vị cho phép tôi không biết tôi có nghe rõ không, tôi không muốn nói người đó. Anh nói được, anh chỉ nói là anh nghe thôi. Nhưng mà tôi nói là tất cả những người chỉ có một mình bà Emmy là bà không đi thì bà không ra, bà có ra thôi. Bà có ra, bà định nhiều nhất. Bà Emmy bà có ra. Chắc có lẽ bà mới tập sự. Bà Kimberly Hồ có ra không? Không. Ông Carlos Menzo có ra không? Không. Quên ra. Gì phải đi ra. Cái nhiệm vụ hôm nay bà tới lệnh tiền là bà ở trong đó cho bà phải nhiệm vụ là để. Vậy tại sao? Những cái tiền khác Nguyễn, cái đó là cho ông Mạnh Chí. Cái đó không phải là protocol. Vậy là con Nguyễn Mạnh Chí ông ra cho ông thấy con ông lủi vô đó. Anh biết tại sao không? Nếu mà anh ra đưa tiền. Phân biệt đối xử thành nó không phân. Cái điều này là quý vị này cần học lại để, nhưng mà yes. đến bây giờ chúng tôi không muốn đi ra nhiều để trong không, mình phải đi đào sâu chuyện này. Nhưng mà hồi nãy anh nói rằng là cái việc mà ba vị đó ra đây vì ông David Yeung là nó có cái sự phân biệt đối với lại những người cư dân khác. Đúng. Khi mà họ phân biểu họ đi ra thì không có các vị đó ra. Tôi chỉ trả lời câu cái lời vừa nêu ra với anh Vũ Hồng Lân là như thế này, cái sự đối xử hôm nay của ông David Yeung khi ông đến trả bằng đó
hoàn với là những cái lúc ông nói thì nó hoàn toàn khác hẳn với tất cả những người dân Việt. Exactly. Nó còn cái sự đối xử. Tôi không biết có phải quá đó là cái vấn đề phân biệt không hay không. Nhưng là phân biệt hay không, nhưng mà thực sự mà nói là đến lúc mọi người đều phải bình đẳng. Không đúng rồi, không đúng. Đối xử vì họ lên tiền trong buổi họp này, họ lên tiền chứ anh, họ lên tiền thuế thì không bằng, họ phải đối xử công bằng. Nhưng mà thưa anh, trong cái lúc Khải phát biểu, Khải đã nói như vậy rồi mà. Tức là mày không thể tùy tiện, đúng không? Luật pháp phải áp dụng bình đẳng với tất cả mọi người. Yes. Mày không thể selectively, mày favor người này, mày đàn áp người kia. Rồi cho phép Khải nói thêm với Cạn Ngọt. Cạn Ngọt biết tại sao mà Nam Quan nó không có phản ứng gì không? Yeah. Tại vì mình đã nói là cái thần kinh của Nam Quan không giống người thường. Đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi. Tức là giống như Cạn Ngọt nói Cạn Ngọt tặng quà cho ai, đúng không? Mà người ta trả lại, tức là người ta quăng vô mặt mình thì mình chặt mặt người ta đi. Mình phải thấy nhục chứ, đúng không? Xin nhưng mà cho... đôi khi Nam Quan thì không biết nhục. Xin nói cho rõ là cái buổi hội luận hôm nay thì hồn ai nấy giữ nha. Mặc tôi chịu trách nhiệm lời nói của tôi. Mặc dù là cái thông tin như thế này thì rất tốt để mà gọi là bàn luận với nhau. Một cái thông tin có lẽ mọi người cũng có thể cũng muốn nghe, đó là nói là cái chuyện mà gọi là sau cái buổi hôm nay mà hẹn một cái phỏng vấn với ông David Dương đó, là theo tôi biết ông hẹn duy nhất với tôi mà thôi. Nhưng mà khi mà tôi ra đây thấy mọi người đứng đây sẵn thì thôi, phỏng vấn luôn chung như vậy thì nó vui. Chứ còn có một cái buổi phỏng vấn nào đó để mà chỉ có dự trù, có vụ chì kéo thì tôi không biết là có nằm trong kế hoạch hay không, hay là chỉ là một cách nói cho nó có nói mà thôi. Thì đó là cái thông tin. Chì kéo là sao anh? Chì kéo là cái vụ mà ông Trần Nhật Phong chì kéo nói là có một cái cuộc phỏng vấn khác đó. Thì có thể cái chuyện đó là nó không chắc. Nhưng mà hồi nãy ông Vũ Hồng Lân có ý muốn hỏi ông Đỗ Bích Dương gì liên quan đến Trần Nhật Phong đó. Thì bây giờ ông Vũ Hồng Lân có thể là chia sẻ cái phần đó. À không, tôi chỉ hỏi ông là ông Đỗ Bích Dương, ông giải thích dùm cho cái hành động có cái vụ mà ông Trần Nhật Phong chì kéo ông là cái gì như vậy. Thì ông Đỗ Bích Dương không biết là ông có trả lời, tôi không nghe rõ lắm, có cái hàng khác gì đó. Ông rất là khéo thôi anh. Thì tôi nghĩ nghề báo chí thì cũng người nào cũng muốn đưa được tin, nhưng mà nhất là có ông Đỗ Bích Dương về đây. Thì nếu mà ông đứng đây thì mắc gì không nhảy vô hỏi luôn, thì đợi gì nữa mà phải chì kéo ra chỗ khác. Thì bây giờ tôi nói đó là ông Trần Nhật Phong, còn ông là ông Đỗ Bích Dương. Đúng rồi, nó sẽ khác biệt. Tôi không quan tâm đến chuyện ông Đỗ Bích Dương này kia nọ thì vấn đề đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất hôm nay là tôi thấy cần này cần đấu đá nhau để rồi cho người ta cười. Tôi thấy hôm nay cái chuyện cái băng này lên rồi, tôi thấy người ta cười cái hành động của người đi trên này rất nhiều. Yes. Thôi tôi thấy đấu đá 48 năm nay vẫn đấu đá y chang vậy, không mạnh hơn mà không nhẹ đi. Nhưng mà 48 năm nó khác với 49 năm. Hay là nó một ngày mình, ít nhất là một ngày nó mình có sự thay đổi, đừng nói gì con người với nhau. Nhưng mà thưa mấy vị, có thể cho phép Khải trình bày với khán giả, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc, nói là cái sự chì kéo của ông Trần Nhật Phong á, mà giống như Khải nói cái nhận định của Khải nha, thì theo Khải nghĩ là cái một người vã rồi desperate rồi cái đẳng cấp, cái bản chất chỉ vậy thôi, tức là muốn thể hiện, muốn tạo cái ấn tượng mà ô tôi thân với ông này lắm, là tôi có quyền ôm ấp ống kéo ông, rồi ông có hẹn với tôi riêng. Thì giống như anh Lân ảnh phải nói thế thôi vậy. Và quý vị nào tinh ý á, quý vị chỉ để ý thì trong cái buổi mà khi mà mới cái tiệc va pha xong á, thì có rất nhiều dư luận tin đồn, đúng không ạ? Và người thì nói ông này gài, người thì chính ông Trần Nhật Phong lên còn khoe tôi đã gọi cho ông David Dương nói ông là dẹp thằng Lân đồ chặt đi, đừng làm việc với nó. Thì chính ngày hôm sau Khải thấy liền ông David Dương đã ngồi trả lời phỏng vấn cho anh Vũ Hoàng Lân. Và như vậy, và anh Vũ Hoàng Lân dám đặt câu hỏi liên quan đến ông Trần Nhật Phong. Tôi nữa, nói tôi là coi như ăn ngập mặt nữa. Đấy đó. Nhưng ông David Dương chọn cái kênh này và trả lời, có trả lời liên quan đến Trần Nhật Phong thì đủ trả lời cho mọi người rồi. Anh cầm giùm tôi để tôi gắn cùng bên vô ạ. Với cái một trong những cái vấn đề quan trọng mà hôm nay tại vì bận quá với hôm nay nhiều. Anh hỏi anh Lân mấy cái vụ dây nhỏ để đưa ra với ông David Dương. Nếu mà quý vị nghe cái câu trả lời của ông Nguyễn Mạnh Chí với ông Nguyễn Xuân Nam á, thì có thể nói rằng là ông Nguyễn Mạnh Chí sẽ không biết ông nói với sao về David Dương. Tại vì anh theo dõi cái buổi mà phỏng vấn của Nguyễn Xuân Nam thì ông Nguyễn Mạnh Chí đã nói tôi không biết, đúng đến đường về sao? Tôi mới biết. Nếu mà tôi biết thì cái bằng đó là tôi giải thích luôn, tại tôi có tham dự rồi ba. Bởi vì tôi thấy là Nguyễn Mạnh Chí nói láo, nói không có đúng, đã giải thích làm bậy. Tôi muốn làm một clip nói về cái phần đó nhưng mà tôi chưa đến lúc thôi. Mình rằng tôi đi qua cái issue này thôi. Tôi thấy ông Nguyễn Mạnh Chí đã nói là tôi đi về đấy, tôi mới biết được là cái sự việc như vậy. Và nếu tôi biết thì tất nhiên là tôi phải đuổi ra khỏi chỗ này tôi ấy. Thì đến hôm nay á, lúc mà ông
David Dương đưa trả cái đó lại, ông lại nói thôi đi cái gì đó là tôi thấy cái đó là hình như anh Nguyễn Minh Chí có thể nói chưa quen với cái đường lối của cái chức vụ thị trưởng, vì cái những người mà đại diện cho dân anh biết ở vị này, nếu như anh đại diện cho dân á và anh nói láo, anh automatic là có thể nói là sai cái uy tín cái đó nó thật như vậy. Mà tôi thấy họ không coi trọng cái lời nói của họ, giống như nó bừa bãi như vậy, đến lúc chắc là vài bữa nữa thì chắc là sẽ có một cái sự gặp gỡ trước Phước Lộc Thọ. Và tôi hy vọng rằng tôi hôm nay thì tôi thấy một cái người bạn ông Ngô Kỳ có gửi cho tôi 30 tay sẽ làm cái lễ đây, không phải cái Ngô Kỳ có gửi cho tôi cái chữ 74975 màu xanh mà vừa mới làm ở trên đây, thì tôi nghĩ đến lúc ông Nguyễn Thành Chí cũng phải có những cái lời lẽ cho nó cân bằng lại cho tôi thấy. Có lẽ mình có tiếp tục cái phần ông David Dương một tí, khi mà ông nói đó nó có một cái điểm này nữa, không biết mọi người có quan sát hay không, tôi thì có quan sát là khi mà ông nói bằng tiếng Việt đó, tất nhiên là ông nói bằng tiếng Anh được, nhưng mà ông nói tiếng Việt để cho cái thông điệp nó giúp cho các cái cơ quan truyền thông này nè để mà lan tỏa đi xa đó, thì những người Mỹ họ không hiểu, họ ngồi im, nhưng mà đến khi mà dịch ra tiếng Anh rồi đó thì nửa chừng nó hết giờ, lẽ ra là hết giờ đó là thôi. Nhưng mà kỳ này ông Carlos Manzo làm một hành động rất là đẹp, ông ấy nói rằng tôi thấy ông chuẩn bị cái bài này rất là kỹ và dài như vậy đó, tôi muốn nghe thêm cho nó hết, thì và mọi người đều cho phép ông phía ông đưa cô translation, thế là cái cô đó giúp đi thời đấy, cô đó là đọc hết. Thì khi mà đọc tới cái phần mà họ muốn trả lại cái bằng đó thì những người Mỹ ở xem ở dưới đó họ ồ lên và họ vỗ tay, họ rất là thích cái chuyện như vậy. Nó giải tỏa được nhiều cái điều là cách đây những cái buổi trước đó thì vì những cái thông tin mà nó có lẽ là không có chính xác về cái phía ông David Dương và Vava đó, cho nên nhiều người Mỹ họ cũng lên tiếng, họ phản đối dữ lắm, họ nói là tại sao mà thành phố này mà lại quý vị đi đưa tiền cho một cái ông tài phiệt ở một thành phố khác đang làm ăn với một cái công ty mà đang ở cộng sản ở Việt Nam vân vân. Thì hôm nay chính những người đó tôi để ý, tôi xem bà ví dụ như bà Thế Ren hay là cái ông vừa mới bước ra này, rồi cái ông gì mà đầu không có tóc giống như là đầu không có tóc giống tôi chỉ làm giống tôi giống chỉ làm thì họ rất là appreciate cái, yeah. cái bài nói chuyện của ông ấy, cho nên là cái bài nói chuyện và cái hành động trả lại như vậy đó nó tạo ra được rất nhiều cái ấn tượng tốt về ông cũng như là về công ty của ông. Ngoài một người duy nhất mà tôi quan sát là ông, khi mà ông tới nói tới cuối cùng thì bà Bùi Kim Thành bỏ đi ra ngoài, thì có thể là bà Bùi Kim Thành có cái ý kiến, có cái tính khí rất là khác mọi người, cho nên là bà có cái cách hành xử khác. Thì tôi nghĩ rằng đó là về phía ông David Dương, nếu mà như ông đã nói nhiều lần là ông muốn giải tỏa cho chính ông và công ty của ông và Vava, còn việc của các vị dân cử, các vị đấu đá với nhau hay là các vị làm gì với nhau là cái việc của các vị, thì hôm nay ông đã đạt được cái mục tiêu đó. Yes. Chúc mừng cho ông. Thì tiếp lời của ông Lân thì hôm nay chúng tôi cũng nhìn nhận rằng là cái việc mà ông David Dương có mặt ngày hôm nay là một sự thành công cho ông David Dương, bởi vì đã đưa ra những thông điệp rất là rõ ràng, và chúng ta cũng đã có những câu hỏi, dĩ nhiên là những người có mặt ở đây có thể là còn muốn những câu hỏi hơn nữa để mà làm rõ detail của những cái vấn đề. Nhưng mà có điều á là ít nhất á là cũng đã cho chúng ta biết được, thí dụ như ông Khải hay là ai đó hỏi rằng là bây giờ cái vấn đề là có hay không một cái dự án ở dưới này, rồi có hay không cái sự mà đạp đò đạp cẳng hay là đi lòn đò đó, thì nhiều thứ là được đặt ra vấn đề. Chỉ có một cái vấn đề, một cái hạt sạn duy nhất, đó là sự có mặt của Trần Nhật Phong với những cái hành động mà cho rằng rất phản cảm. Nếu như mà qua được cái phần đó rồi thì đó coi như rất là toàn vẹn. Và Trần Nhật Phong, chúng tôi cũng muốn hỏi một cái câu là Trần Nhật Phong có phải là nhân viên không đâu có chưa hay không? Nếu như là đúng là nhân viên đâu có chưa thì đuổi cái người nhân viên đó như vậy đi, không thể là kéo chủ mình như vậy được. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói thôi. Chứ còn sự có mặt ông David Dương, những điều trình bày đó là một sự tiện kiến rất là rõ ràng. Cái vấn đề mà anh Khải không đặt ra, tôi cũng đã tính đặt ra câu đó rồi. Tôi nghe nói rằng là trong cái nghị trình hôm nay là có đó, một cái vấn đề gì liên quan tới rác. Yes. Cho nên ông David Dương xuống, cho nên là đúng là cái việc đó là như vậy. Và một cựu nghị viên cũng hồi nãy trên phone cũng xác định với tôi đó là chắc chắn chuyện đó xảy ra. Cho nên tôi nói thế thì anh không tới để mà gọi là đặt vấn đề ngay. Nói em vậy luôn. Thì thế là ông David Dương trả lời một cách hết sức rõ ràng. 10 năm nữa thì chắc ông cũng chưa còn mạng. Nhưng mà anh cho tôi nói ra là quý vị nhắc đến là hôm nay thành công được ở ngoài Trần Nhật Phong thì có thêm một vị luật sư là Bùi Kim Thành. Đúng không ạ? Sẵn nhắc đến cái sự cái hiện tượng Bùi Kim Thành thì cho phép Khải chứng minh là tại sao Khải dám khẳng định
là thầy chửi Nguyễn Mạnh Chí là ngu dốt, bất tài, không biết cách điều khiển cái buổi họp. Là không phải thầy chửi, thầy đang nói lên sự thật. Bằng chứng quý vị nhớ hồi nãy chị Bùi Cẩm Thành cũng ra tính vô đây la ó đúng không? Nếu mà Khải cũng bắt trước Nguyễn Mạnh Chí cũng nhào ra chửi bả, đòi còng đầu bả cũng chửi lại Khải vậy. Đúng không? Mình ra tình cảm, mình nói nhẹ nhàng, năn nỉ thì chỉ từ đông từ từ chị cũng bỏ ra xa, mặc dù chị nói thêm vài câu. Đó là cái cách để mà cái người thị trưởng biết ứng xử, chứ không phải mày tưởng là mày bố đời, mày đòi còng đầu người này, tống xuất người kia, phải không anh? Dạ, nhưng mà có một vấn đề mình chưa có đề cập đến. Tôi thì tôi không có gì nhận, để tôi có nghe cái gì nói rồi tôi mới coi chuyện khác. Cái thành công hôm nay có hai cái thành công. Carlo Menzo của bạn Kim Lê Hồ. Bạn Kim Lê Hồ của ông Carlo Menzo đánh tan được cái tư vấn và cực đoan trong cái vấn đề chống đối cái người đi này. Là cái bạn cái bằng tượng lực này. Và cái lời lại rất là có thể nói diplomas của hai người Carlo Menzo với là và Kim Lê Hồ. Và họ đón cho ông David Dinh. Tôi không có vấn đề cả. Tôi không biết cái công ty của ông, nhưng mà thật sự là cái lỗi này không phải là do cái vấn đề đặt thế này. Cái lỗi này là do những người đã tuyên bố ví dụ anh tuyên bố anh không làm như vậy mà anh đi làm như vậy, thành người dân người ta đặt câu hỏi thôi. Còn bà Kimberly bà cũng nói rõ ràng là bà tôi có được có giấy mời nhưng mà tôi quyết định đó không đi. Mà chính ông David Dương xác nhận là tôi trả cái này là vì như vậy. Anh hiểu là chứ không phải là tôi không có tôn trọng cái bằng của quý vị. Anh trả là vì cái ông quan trọng nói mấy những người là được đạt được như vậy đó, thì tôi nghĩ hôm nay còn một cái phía gọi là được thành công nữa, đó là cái nhóm làm truyền thông đang đứng đây nè. Lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên nhưng mà thực ra tôi nói lâu lắm rồi mới thấy có những cái hoạt động hết sức là mang tính truyền thông đoàn kết, thì xin miễn cái chữ đó đi, cái chữ đó thì đừng có mơ, nhưng mà là mang tính truyền thông một cách gọi là rất là đứng đắn, mặc dù là mỗi người có một cái cách khác nhau để mà làm việc, nhưng mà điều đó là một cách rất là hay, đặc biệt là trong cái mùa tranh cử sắp tới thì vấn đề là nó sẽ còn rất là nhiều để mà tạo điều kiện cho những cái cuộc mà nói chuyện mà bàn luận một cách rất là sòng phẳng giữa giới truyền thông như thế này. Tôi không đồng ý lắm với cái câu hồi nãy anh Minh Giang nói là chúng ta chỉ là những YouTuber mà thôi. Xin thưa là YouTuber hay là không YouTuber, thực ra cái vấn đề làm truyền thông nó ở cái vấn đề chúng ta làm có đứng đắn hay không. Còn YouTuber hay là không YouTuber thì cái chuyện đó nó không đặt là cái vấn đề. Thứ hai nữa là cái việc này nó cho thấy rằng là cái điều quan trọng là một cơ quan truyền thông mà đi toa rập với lại cái vấn đề dân cử đó, thì lúc đó người dân sẽ bị là cái người lỗ lã. Cơ quan truyền thông phải là cái cơ quan giám sát cái người dân cử. Cơ quan truyền thông một khi truyền thông và dân cử quan sát thì đừng nói giám sát, thì giám sát luôn. Còn nếu mà một khi truyền thông mà toa rộng với dân cử thì coi như là cái vấn đề cái quyền của người dân sẽ bị mất mát. Do vậy thì hy vọng là tất cả các bạn ở đây cũng là những người có thể nói là vào nghề sớm vào nghề trễ không có sao, nhưng mà nắm được những cái điều mà gọi là căn bản trong cái truyền thông như vậy thì chúng ta sẽ còn có đường tương lai đi rất là dài. Nhưng mà cảm ơn anh. Theo như tôi hỏi quý vị là sau cái sự kiện ngày hôm nay, tối nay ông Nguyễn Minh Chí về ông sẽ suy nghĩ chuyện gì? Cái đó để tôi gọi ông 18 Trần Dần. Ông Nguyễn Minh Chí hôm nay thì suy nghĩ về tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề cái cuộc và những gì đang xảy ra với cuộc lập họp. Tại sau cái sự kiện này rồi, ông nghĩ là đã đến lúc người ta từng bước một người ta bắt đầu đặt ông những câu trả lời rõ ràng, vì qua những cái việc làm của ông David Dương hôm nay nó hoàn toàn trái ngược lại với tất cả những gì ông Nguyễn Minh Chí nói. Tôi trên đường đi hôm nay tôi có gọi một kiểu gửi hình cho tôi hỏi ông thì tại sao ông chưa bảo ông ra để mà ông nói thôi tôi ra làm gì, tôi ở đây nhà tôi coi nghe được khi nào. Thì trong trí tôi nghĩ là cũng có thể thôi, chứ còn tôi cũng chắc chắn tôi nghĩ cũng có thể đem cái bản ra lại nhà cũng thì vỡ mặt đó tôi nghĩ là. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là chắc ông làm như vậy đâu là tại vì làm vậy mất mặt em lại quá đi. Cái tôi lương tâm tôi còn nghĩ như vậy. Nhưng mà đến cái lúc tôi gặp Victor thì Victor nói là tôi biết này. Tôi nghĩ rằng là hôm nay ông sẽ trả cái bằng này lại. Và đây là một cái sự kiện mà có thể là ông Nguyễn Minh Chí phải học cái dịp thì ngày hôm nay. Để rồi ông phải nói thành thật về tất cả những gì liên quan đến vấn đề. Vì tôi biết ngày mai tôi sẽ hỏi, hôm nay tôi nói chuyện với bà TV ở đây này.
chúng tôi muốn tất cả những cái hồ sơ đó phải công khai, ai là người gọi cảnh sát, ai là người kêu cảnh sát tới để đưa cảnh sát đến đó, vì cái đó là một trong những cái record public, trả tiền bao nhiêu. Vì tất cả những sự kiện đó nó có tính cách rằng là cái không ai có thể gọi là điều hành cảnh sát làm lời trong cái cá nhân. Đó là hồ sơ khác rồi. Nếu mà nói xa xôi mà cái vụ Phước Lộc Thọ, cái đề can đó mà bị tháo xuống nữa thì lại là thêm một cái nhưng mà một cái vết cái xíu á, một cái tác lớn nữa cho cái hội đồng thành phố đó. Mà ngay cả ngay khi mà ông Đoàn Trọng nhắc tới như vậy thì tôi cũng nhớ ra rằng là mới có một cái lời nhắn với truyền thông như vậy, không nên là to rộng với dân cử đó, thì ngược lại tôi cũng có luôn một cái lời nhắn với lại các dân cử là không nên gọi là tạo cái khó khăn hay là tạo cái mâu thuẫn với lại truyền thông. Tại vì truyền thông thì nó sẽ nằm đó, nó như cỏ dại vậy thế. Nhưng mà theo anh quý vị không thể lột sạch nó được, cho nên là quý vị chỉ có thể làm việc với truyền thông thôi. Bây giờ tháo cái không chữ thể đó nào mà gọi là không thể nào mà gọi là loại bỏ truyền thông được. Nhưng được, mà tôi, cho nên là phải làm việc với truyền thông. Tôi lại tưởng anh nói là khi mà anh nói như vậy thì anh phải nhắc là dân cử đừng có bưng bô cho tài phiệt chứ. Cái đúng không? Thì cái đó là có nhà báo. Cái lời đó thì tôi lại không thấy quan trọng bằng cái là gọi là dân cử không nên chỉ biết gọi là đó, cái chữ chống giận thì nó cũng đúng đấy. Là đừng có mà gọi là chỉ có biết cái nhóm truyền thông của mình mà thôi, còn lại thì coi như là tránh xa. Điều đó nó sẽ không có giải quyết được vấn đề. Của mình để an toàn nó hơn, sẽ không giải quyết được vấn đề. Tức là truyền thông bưng bô đó. Nhưng mà có một điều mà em thấy cái văn hóa của những người chính trị gia gốc Việt của mình là rất lạ, cái là sau khi mà dự hội nghị 33 về, hình như là em chưa thấy Nam Quang và Charlie Nguyên Trí say sorry, xin lỗi. Dù đúng dù sai, dù ít dù nhiều mà những nghị viên khác lên án và người dân lên án rất là nhiều, rồi những đài truyền thông lên án, thì em nghĩ rằng đầu tiên mình cứ say xin lỗi rồi mình giải thích sau, thì đó là một cái văn hóa mà mình đang sống ở xứ sở tự do, và người Mỹ tại sao mình không học điều đó. Đó là cái điều mà em thấy những người dân cử rất dở, mà đã dẫn đến gọi là giọt nước tràn ly, làm cho người dân càng ngày càng phẫn nộ. Và rõ ràng tới giờ phút này cái bằng bị trả lại, Nguyễn Mạnh Chí và Nam Quang vẫn không xin lỗi. Anh cho phép Khải nói trả lời cái mỗi câu. Người có lẽ tôi nghĩ rằng là chúng ta mỗi người một câu cuối cùng để okay. Mà kết thúc, mời anh mời câu cuối cùng trong vòng 30 giây. Dạ, thì trả lời cái câu của ký giả Đoàn Trọng á, thì nói là không biết tương lai ông Nguyễn Mạnh Chí nghĩ sao, thì Khải nhớ đến nhà báo lão thành Nguyễn Xuân Nam, ông có nêu ra một cái từ rất là hay, là ông nói Nguyễn Mạnh Chí bị cái problem là tư cách nhị trùng tư cách, tiếng Anh đó là conflict of interest, đổi một lần hai cái nón. Đúng rồi, nhưng mà như anh nói, không biết rõ cái vai trò, cái bổn phận của mình lẫn lộn, thành ra là trục lợi dùng cái nón này để trục lợi dùng cái nón kia để chạy tội, nói chung là lẫn lộn, dùng không đúng chỗ đúng lúc. Cảm ơn anh Thảo Đào. Anh Minh Giang 30 giây và cô Kèo Ngọt 30 giây. Tại sao anh Phải Đào lại nhắc tới Nguyễn Sinh Nam, trong khi tôi thấy là Trương Quốc Huyên nói nhiều về những cái YouTuber mà chỉ nói rằng những cái làm gì có 1.000 view rồi tụi nó không biết bằng tin, không có biết cái gì hết. Mà anh lại dẫn chứng nhiều quá vấn đề những người như Nguyễn Sinh Nam. Mình dựa đây vào là cái điều cái mà gì rõ ràng không? Là chúng ta thấy rõ ràng là không dựa theo view, anh dựa cái giá trị là cái lập luận chứ không dựa theo view. Thì nói chơi như vậy thôi, thực tế là chúng ta thấy rằng ngày hôm nay một ngày rất là vui. Khi mà những anh em chúng tôi có mặt tại hôm nay và chia sẻ một những vấn đề mà cộng đồng quan tâm, chứ thật ra không phải là chúng tôi chỉ là những người mà đưa đến quý vị thôi, còn cái việc phán đoán cũng như là cái nhận xét cuối cùng và những cái hành xử để có đi nữa là của những người đó trách nhiệm. Chúng tôi không phải là những người đấu tranh, chúng tôi cũng chả phải là hội đoàn gì hết, hoặc là cũng chả phải là xui nguyên dục bị hay là đâm bịch thóc thọc bị gạo, cũng chả phải ăn ngập mặt ăn bao nhiêu chứ vậy. Minh Giang lắm rồi mà ăn cái gì, ăn hủ tiếu là xong thôi, không có vấn đề gì cả. Và chúng tôi không có bưng bô bên nào, ngay cả ông David Dương, ngay cả ba cái nào đúng là chúng tôi khen, cái nào mà ủng hộ tôi ủng hộ, còn cái nào mà chúng tôi đặt vấn đề thôi à. Cho nên đó là cái cách mà làm truyền thông mà chúng tôi muốn làm, mặc dù mình là YouTuber nhưng mà mình muốn đi theo cái dạng mà cái lý tưởng của mình là đặt như vậy. Đừng nói lý tưởng này nó quá xa, mà thực ra mình đặt ra một nguyên tắc và cái nguyên tắc đó mình phải theo. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị. Vâng, và hôm nay như quý vị thấy là cái động tác mà ông David Dương trả cái bằng vào, quý vị sẽ tự động, Candy cũng như quý vị khán giả tự suy nghĩ xem là cho quà rồi bị trả lại quà, thì quý vị xem tư cách của những chính trị gia Westminster và điển hình là Nam Quang Nguyễn và Charlie Nguyễn Trí. Thì quý vị hãy cho lời bình và chúng ta sẽ gặp lại với nhau ở những tập tiếp theo mà Candy sẽ phân tích chi tiết hơn về những việc này. Cảm ơn mọi người và hy vọng rằng cái tập quán làm việc như thế này nó sẽ được nhân rộng trong tương lai và kéo dài trong tương lai, không chỉ ngày hôm nay, không chỉ mùa tranh cử này, mà là nó
vẫn vào tất cả những cái sinh hoạt khác trong cộng đồng để mọi người có thể có được nhiều cái góc nhìn về mọi cái vấn đề. Lần tới thì chúng tôi muốn rằng nằm bên chỗ này là Trần Dự Phong, bên đây là chú Quốc Huy. Đó, xin chào quý vị. Phải giữ ngôn kỹ. Phải giữ ngôn kỹ. Xin hẹn gặp lại. Ở giữa là ngôn